Này là mụn cũng bị lộ mao mạch nhỉ? Cũng bị Đó, cũng mỏng. bị mỏng, lộ mao mạch. Em phân tích một chút về da của bạn này. Xong rồi cái liệu trình oxy tươi thì nó sẽ cải thiện như thế nào để cho các bạn spa các bạn biết. Da bạn này có hiện tượng tăng sắc tố bên dưới này. Có nghĩa là những cái đốm vạch da da ta thấy là da bạn nhìn bình thường thì sẽ không thấy rõ đâu, nhưng vạch da thấy nâu nâu này. Những hiện tượng nâu nâu như thế này là da dễ này dễ tăng sắc tố, dễ bị nám. Hiện tại thì những cái đốm tàn nhang khá là đậm rồi và có những cái nám rất là mờ, da rất là mỏng lộ mao mạch, da khá là mỏng lộ mao mạch, hiện tượng da khô có dấu hiệu lão hóa, lỗ da khô nhưng lại lỗ chân lông bị giãn rộng ở vùng mũi và hai bên cánh mũi, có nếp nhăn rất là nhiều tập trung ở vùng mắt. Hiện tại những nếp nhăn này là nếp nhăn động nhiều, ngoài ra có những cái rãnh nhăn khá là sâu rồi. Nói chung là da này có khá là nhiều những cái dấu hiệu lão hóa ở trên da. Và sắp tới nếu mà không có các phương pháp chăm sóc da hiệu quả thì khả năng nám nó sẽ đẩy lên tập trung ở hai bên gò má này. Những cái đốm tàn nhang này nó sẽ ngày càng đậm hơn và nhiều lên nữa. Và cái làn da này thực ra có chăm sóc nhưng lại chăm sóc rất sơ sài, không đủ bước và khả năng cao là chăm sóc không đúng sản phẩm, không tập trung vào cái vấn đề mà của khách hàng đang bị, mà kiểu cảm giác như là thấy sản phẩm nào ai nói gì thì dùng, chứ thực ra chưa tập trung vào vấn đề cái tính chuyên môn cao, khiến cho da đang có phải những hiện tượng là các dấu hiệu lão hóa đang phát triển và không kiểm soát được đó. Thì với cái bộ oxy này và cái làn da này có một cái vấn đề nữa, đó là bị sừng hóa nhiều. Nghĩa là các chị nếu mà để ý rất là kỹ thì các chị sẽ thấy là da này có nhìn thì mỏng nhưng thực tế là cảm giác khi sờ lên không có cái độ bóng, độ mướt của những cái làn da khỏe, mà cảm giác nó rất là khô, nhìn lên cảm giác là da nó không, gần như là hoàn toàn không nhìn thấy được cái sự độ độ mượt mà ấy, mà chúng ta cảm thấy như kiểu nhìn khô cằn ấy. Thì cái da này lý do là bởi vì tập trung quá nhiều da chết ở bên trên bề mặt da. Và với cái làn da này thì sử dụng cho em 3 phương án. Da này sử dụng vi kim ok, trước khi sử dụng oxy z nên sử dụng cho em một liều vi kim, liệu trình vi kim trước để nó giúp loại bỏ các cái lớp sừng đi, bởi vì da này có hiện tượng sừng hóa, da chết nhiều hơn các cái tế bào da mới đó. Nên là khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình vi kim đấy rồi, chúng ta sử dụng oxy z hay vàng đều rất là ok, bởi vì lúc này nó sẽ tăng cái độ hấp thụ dinh dưỡng lên và tạo được cái lượng màu mỡ ở trên da đi, lên da tốt hơn rất là nhiều. Và sau đó thì chúng ta sử dụng bộ vi kim này, thì bộ vi kim này nó sẽ có những cái tác dụng như sau ạ. Oxy Z ạ, xin lỗi nha. Các chị nhìn thấy ở đây sẽ có 10 lọ. 10 lọ này là 10 lọ tinh chất tái tạo và phục hồi các chị nha. Và 10 miếng mặt nạ Oxy Z này. Và sử dụng liệu trình 10 buổi và 1 tuần trên 1 lần cho em nha. Và tác dụng của bộ Oxy Z này là gì ạ? Giúp đào thải ạ. Đào thải ở đây là đào thải độc tố, làm thông thoáng lỗ chân lông và giúp loại bỏ các cái hạn chế, các cái giúp làm bong đi những cái lớp tế bào da chết. Nó không bong được như vi kim ạ, nhưng nó hỗ trợ phần nào đó các cái lớp tế bào da chết bong tự nhiên. Còn để mà với cái hiện tượng sừng hóa thì cách tốt nhất là các chị dùng cái em vi kim nha, thì nó sẽ loại bỏ bong đi cái lớp sừng tế bào bong ở tự nhiên ở trên da để tăng cái quá trình hấp thụ dưỡng chất ở bên dưới da một cách hiệu quả hơn. Và đặc biệt là với cái tình trạng da sạm nám như thế này này, thì cái bộ oxy này nó có chứa thành phần arbutin và niacin namide, nó sẽ đi sâu xuống dưới da để kiểm soát cái hình cái sự hình thành sắc tố, để làm cái quá trình tăng sắc tố ở trên da bạn này diễn ra chậm lại. Cái thứ hai là ở trong cái oxy này nó có thành phần hyaluronic acid và kết hợp với oxy tươi nó sẽ đi sâu xuống dưới da. Vậy thì cái khả năng mà bổ sung nước ở bên dưới da nó sẽ cao gấp 10, 20 cho đến 30 lần so với việc là các chị bôi HA thông thường. Đó. Thì bây giờ là em đã phân tích cái tình trạng da này xong rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào liệu trình cho mọi người luôn nha. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ lấy một lọ oxy. Một lọ oxy này thông thường một lần sẽ sử dụng, một liệu trình sẽ sử dụng một lọ này, nhưng mà thông thường gần như là không hết đâu ạ. Thì ví dụ như các chị làm liệu trình oxy tại spa nha, vẫn thừa thì các chị cho khách hàng về bôi dưỡng sau sử dụng oxy, bởi vì đây là cái quá lúc mà da chúng ta hấp thụ tối đa được cái lượng dưỡng chất ở bên trên ạ. Sau khi làm nước hoa hồng xong, các chị đổ cho em cái tinh chất này lên trên da của khách hàng để làm gì ạ?
Cái bước này chính là cái bước nền đầu tiên nha các chị, để nó tạo được cái độ ẩm ở trên bề mặt da, hạn chế cái tình trạng châm chích và giúp cho da làm quen với dưỡng chất, nhất là đối với những cái làn da ai không có thói quen chăm sóc khách hàng, không có thói quen chăm sóc da. Chúng ta sẽ bôi lên trên da của khách hàng. Và quan trọng nhất, những cái lúc như thế này sau khi rửa mặt xong, chúng ta sẽ cảm nhận luôn là da của khách hàng của chúng ta sau khi rửa mặt xong nó là thuộc cái da gì mà chúng ta bôi lên, chúng ta sẽ cảm nhận. Thì như bản thân em sờ lên da bạn này thì thực sự rất là khô, rõ ràng làm sạch rồi nhưng vẫn có hiện tượng hơi nhám nhám ạ, chứng tỏ là sừng chết rất nhiều giống như em nói. Thì khi mà chúng ta bôi như thế này, nó sẽ làm mềm những cái lớp sừng đấy lại, làm mềm những lớp sừng đấy, làm dịu để khi mà chúng ta bôi đưa oxy lên thì nó tương tác lên da, nó tránh cái hiện tượng đó là gây kiểu cảm giác như là châm chích và khó chịu lên trên da khách hàng các chị nha. Và sau khi chúng ta bôi xong ạ, các chị chuẩn bị cho em 2 miếng bông. Em sẽ cắt đôi miếng bông này ra. Các chị đắp lên vùng mắt cho em nha. Cái oxy này nó sát, nó cay mắt. Cái oxy này nó hấp thụ vào da rất là sâu. Thế nên em phải che vùng mắt đi để tránh cái hiện tượng là oxy nó sẽ đi vào da mạng vùng mắt của khách. Cay. Nó sẽ gây cay mắt ạ. Cái này là một mặt nạ dùng cái một lần đấy chị. Mặt nạ. Vâng. Rồi các chị đắp lên da cho em nha. Khi mà đắp mặt nạ oxy tươi này lên, cái nhiệm vụ đầu tiên của nó là tiêu diệt những vi khuẩn ở trên bề mặt da. Bộ sản phẩm này đầu tiên để em nói luôn, nó phù hợp với những làn da nào đã nhá. Da của những ai dầu, mụn, da dầu nhá. Mụn thì trong trường hợp đó là mụn không viêm nha các chị, hoặc là hỗ trợ những cái khách hàng sau điều trị mụn này. Còn phù hợp với những cái làn da dầu, bởi vì cái này nó có tính đó là làm sạch sâu lỗ chân lông này, thu nhỏ lỗ chân lông này, kháng viêm kháng khuẩn. Nghĩa là những cái lỗ chân lông mà chứa nhiều dầu ấy, nó sẽ có những cái vi khuẩn. Đó chính là lý do mà tại sao mà những cái làn da dầu ấy nó lại rất là dễ bị mụn. Đó, thế nên là khi mà cái oxy này nó đi xuống dưới da, nó sẽ làm thông thoáng cái lỗ chân lông, thông thoáng lỗ chân lông, và nó sẽ tiêu diệt các cái vi khuẩn ở bên dưới da như vậy. Nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn dưới da và tiếp tục nó sẽ giúp đào thải những cái độc tố, những cái bụi bẩn, những cái bã nhờn dư thừa ở bên dưới da mà bình thường bằng phương pháp làm sạch và chăm sóc thông thường hoàn toàn không thể làm được. Thì oxy này nó đi rất sâu xuống dưới da. Để tại sao sâu thì tí nữa em sẽ thực hành cho các chị một bước nha. Đó là sau khi mà em lau sạch cái oxy này đi rồi và em sẽ massage nó, và em sẽ lấy nước sạch và massage, thì các chị sẽ thấy là các cái lớp bọt ở bên dưới, cái bọt oxy nó đi xuống dưới da, khi em massage nó sẽ tiếp tục được đẩy lên. Thì cái đấy thì em sẽ thực hành với các chị sau nha. Còn bây giờ quy trình tiếp theo là chúng ta sẽ đắp mặt nạ lên trên da khách hàng và để vào tầm từ 1 cho đến 2 phút để cái mặt nạ này sủi bọt lên ạ. Và cái sủi bọt đầu tiên thì nó sẽ làm sạch ở trên bề mặt da nha, làm sạch và hỗ trợ làm bong cái lớp sừng ở trên bề mặt da. Cái lớp bọt thứ hai nó nhỏ dần, nó đi xuống dưới lỗ chân lông để nó đả thông lỗ chân lông, làm sạch sâu và tiêu diệt vi khuẩn. Lớp bọt nhỏ nhất là lớp bọt đi sâu vào da để đưa dinh dưỡng, đưa dưỡng chất xuống, tiếp cận từng tế bào da để bổ sung nước, bổ sung dinh dưỡng, bổ sung các cái thành phần ức chế và làm sáng da. Bình thường các chị bôi dưỡng thì nó chỉ đi đến còn chưa, chỉ đi qua được một lớp, đi ở trên lớp biểu bì thì nó chỉ đi đến lớp, qua lớp sừng đến lớp gai, đến lớp gai hoặc lớp hạt, kể cả phân tử nano nhỏ đến mấy. Nhưng với cái oxy này nó sẽ tiếp cận đến được tận lớp đáy nha, thì nó mới kiểm soát được cái quá trình bổ sung cái thành phần ức chế được cái sắc hắc tố. Bởi vì ở lớp đáy nó mới là chứa cái nơi sản xuất, lớp đáy chính là nơi mà sản sinh ra sắc tố melanin đúng không ạ? Thì chính những cái thành phần đấy nó phải đi đến lớp đấy thì nó mới kiểm soát được. Bây giờ nha, các chị nhìn, bọt đầu tiên đã lên được
Đợt thứ nhất em sẽ vớt đi lần đầu tiên này. Có nhiều chị là vớt bọc không kịp. Tối qua em vừa làm oxy xong á. Em vẫn tự làm được, mỗi tội là khi mà em không vớt kịp thì nó đi vào mắt. Và mình vẫn phải mở mắt để rửa mặt để vớt bọt, cái khổ thế. Cay. Hơi cay. Không chị ạ, sau khi mà lỗ chân lông của khách hàng nó thông thoáng, nó sạch, nó loại bỏ da chết, lúc đấy mình mới bắt đầu, sau khi em làm đắp mặt nạ này xong này, em mới bắt đầu massage. Chứ không làm cái này trước. Đúng rồi, bởi vì da mình mới sạch đã, phải sạch, phải thông thoáng đã thì sau đó mình massage nó mới hấp thụ được dưỡng chất. Đấy. Em nói có gì không hiểu chị cứ hỏi em nha. Xong lại lúc lại về nhà lại mình không hiểu chị, em lát nữa chị có gì chị sẽ hỏi em. Có gì không hiểu chị cứ hỏi em để tránh cái việc là mình phải lên quá nhiều lần hoặc là kiểu mình biết cái nào là biết chắc cái đấy. Mình biết làm chắc, bởi vì khi mà em nói chị sẽ hiểu nhiều hơn, cho việc khi chị em mình trao đổi qua điện thoại nó cũng rất là khó. Thế nào rồi em gái? Dạ. Em da thế nào rồi? Đẹp quá chị ạ. Bình thường không thấy có hiện tượng khó chịu gì nữa. Không ạ, em thấy da như bình thường, dễ chịu. Chị khi nào sờ lên thôi chị ạ, thì nó mới có hiện tượng chân chích thôi. Không như không sinh. 3 ngày là cho dùng một cái mặt nạ tơ lụa rồi. 3 ngày là 3 ngày sau đắp mặt nạ vào. Các chị nhìn cho em lớp bọt thứ hai này, rõ ràng lớp bọt lúc đầu nó rất là to, bắt đầu các cái hạt bọt nó bắt đầu nhỏ dần này, chị nhìn thấy không? Cái sự các bọt nó lúc nãy nó to như thế, bây giờ nó nhỏ, nó mịn hơn rồi đấy. Bắt đầu nha, em lại vớt bọt đi này. Lớp bọt thứ ba nó sẽ còn mịn hơn nữa đấy chị. Lớp bọt càng nhỏ thì cái khả năng nó đi vào lỗ chân lông càng cao. Bình thường ở nhà chỉ có máy điện di lạnh gì, sau lớp bọt thứ ba chị điện di lạnh cho em. Các cái bọt khí nó bắt đầu nó nhỏ dần thì nó sẽ bắt đầu đi xuống dưới lỗ chân lông. Trên thực tế khách hàng họ sẽ cảm nhận những cái hạt khí oxy này nó nổ lốp đốp ở trên da luôn ý. Cảm giác nó cứ tách 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 ở trên da ấy. Thừa, chị có thể cho khách hàng về nhà sử dụng hoặc là mình có thể để lại điện di cho những cái khách nào mà chị cảm thấy da họ quá khô trước khi mình làm cái này thì một tuần làm lần à? Một tuần một lần cho em. Nói chung là làm cái này xong hấp thụ dưỡng chất nó cũng sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn. Cái này là dành cho những da mà đó, nó phù hợp nhất đối với những làn da như này này, da nhiều dầu, da khô. Đó, em nói ngay từ lúc đầu là em có chia sẻ luôn rồi. Thì những cái làn da như thế thì nó sẽ hiệu quả. Nhưng mà thực tế ra thì nếu như khách hàng mà mình vẫn thích làm oxy thì kể cả da như nào mình cũng có thể làm được. Đúng, da nào cũng làm được trừ cái hiện tượng vùng viêm nha chị. Nhưng mà nghĩa là nếu mà nó hiệu quả, thực tế nó hiệu quả nhất thì những cái làn da đấy dùng rất là thích. Và đặc biệt là cái bộ này nó hợp mùa hè vô cùng. Nghĩa là mụn viêm và mụn mủ nó không dùng được đúng không? Bởi vì nó đang là bệnh lý. Đối với bệnh lý thì mình cần phải giải quyết cái bệnh lý đi đã. Bởi vì thực tế cái liệu trình này nó vẫn là một trong những liệu trình chăm sóc làm sạch chuyên sâu. Thì khi mà với những cái tình bệnh trạng bệnh lý thì mình phải chữa trị cái bệnh đấy đi xong đã.
Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái liệu trình này thì nó sẽ tăng nhanh cái hiệu quả. Nó sẽ làm phục hồi da nhanh hơn, làm khiến cho cái việc là quá trình hình thành mụn nó sẽ không có nữa. Miễn là mụn viêm mủ là mình không dùng đến. Còn những cái mụn như là mụn cám hay là mụn đầu đen thoải mái chị ạ. Thì ok ạ. Sử dụng một thời gian những cái tình trạng như mụn cám mà chị trước khi dùng chị dùng cho em cái máy chị biết cái máy đầy mụn không? Chị dùng cho em cái ủ mụn của cái ủ mụn này này. Chị gạt đi cho em, sử dụng kết hợp oxy một thời gian sau hết sạch mụn cám mụn đầu đen luôn. Hết sạch luôn á. Kết hợp liệu trình này với cái ủ mụn này cho em. Đây cái ủ mụn. Đây em đã vớt bọt. Đây cái ủ mụn nè. Em đã vớt bọt rồi nha. Em vớt bọt cho khách hàng rồi. Bây giờ sau khi mà vớt bọt xong ạ, các chị có thể dùng cho em cái máy điện di lạnh, các chị chủ spa nhé, điện di lạnh. Còn em không dùng điện di lạnh thì em sẽ massage qua một chút này. Đây có điện di lạnh em có đây ha. Nãy em tưởng ở đây nóng. Em sẽ điện di lạnh cho khách này. Chị khách nhà mình cũng mua máy này nhiều lắm. Đợt vừa rồi Covid không đi spa được. Mua máy này kiện gì mà chăm sóc ở nhà. Cái tiện mà chị spa tại nhà. Spa tại gia. Đẩy lên nhiều, bỏ. Đẩy lên nhiều lắm. Nó vừa đẩy lên vừa đẩy xuống đấy chị. Sau đó thì các chị nhấc mặt nạ lên cho em nha. Ở nhà các chị có cái que gạt ý, các chị lấy cái que gạt này, các chị gạt giúp em nha, gạt trước khi lau. Đây đang không có que gạt. Sau đó các chị lau sạch cho em này. Các chị sẽ thấy là da khách hàng của chúng ta, của mẫu đã sáng hơn rồi. Đi ba lần. Bây giờ nhá, em sẽ lấy cái nước sạch chị. Em sẽ massage qua cho khách hàng sau khi mà lau sạch xong rồi đấy ạ. Em đã lau tận 3 nước rồi đúng không các chị? Bây giờ em massage lên này. Các chị sẽ nhìn thấy là các cái bọt nó vẫn còn bên dưới. Và nước nó sẽ... Bọt thì các chị sẽ nhìn thấy là khi em xoa xoa đến này, nó vẫn có hiện tượng là bọt được đẩy lên ở trên da nha các chị. Nó không thể hiện hình bọt kỹ như các chị nhìn thấy này. Rõ ràng lau sạch như thế rồi, nhưng chị thấy không? Đó, oxy nó hấp thụ rất là sâu. Nên là khi mình massage lên như thế này thì các hạt khí ở bên dưới nó vẫn được tiếp tục được đẩy lên. Và lúc này đây chính là lúc nó sẽ đào thải độc tố bên dưới ra đấy. Độc tố bên dưới ra nó sẽ được đẩy lên trên đấy.
chị nhìn này. Đấy, em lau tận 3 nước rồi đấy. Mà rõ ràng là các cái bọt này vẫn còn đấy. Thế nên cái bộ oxy này nó có một cái đặc điểm là nếu các chị làm sạch không kỹ thì nó sẽ có những khách hàng họ sẽ dễ bị lên mụn. Nếu như cái việc làm sạch này không có cẩn thận này. Em thì em cẩn thận về bước này á. Cái này làm cho da nó khỏe lên. Đúng rồi, nó vẫn làm cho da khỏe lên đấy chị. Thì da làm cho sạch và khỏe. Vâng. Nó có làm sáng nữa chị. Quan trọng là bộ này làm sáng rất là tốt. Chị thấy da của bạn lúc nãy rửa mặt xong ấy, nó cũng không có, gần như không có sự thay đổi mấy đâu. Nhưng mà sau khi mà đắp mặt nạ thì đã sáng lên rất là nhiều rồi. Và sau khi em đã lau sạch da của khách hàng rồi đấy ạ, thì bước tiếp theo em sẽ dùng nước hoa hồng để cân bằng lại độ ẩm và độ pH ở trên da của khách hàng. Trên một lọ dầu Sosoba. Cái massage Sosoba. Và bây giờ đây mới là đến bước massage đây ạ. Đối với các chị ở nhà không massage được thì các chị có thể đắp trực tiếp mặt nạ lên luôn. Còn đối với quy trình spa thì sẽ sâu hơn một chút. Chúng ta sẽ sử dụng tinh dầu Sosoba để massage nhé. Tinh dầu Sosoba này rất là đặc biệt. Nó được thiết kế bởi dưới dạng gel nha các chị. Thiết kế dưới dạng gel. Và chúng ta khi sử dụng, các chị lấy cho em một lượng ít thôi ạ. Tầm này thôi cho em nha. Tầm này. Thì khi các chị đưa lên tay, xoa đều lên, đánh đóng đều lên cho em, thì nó từ dạng gel như thế này nó sẽ chuyển sang dạng dầu ạ. Nên khi massage lên nó hoàn toàn không, rất trơn. Và các chị rất tiết kiệm kem, hoàn toàn không bị phải lấy thêm kem khác. Ngoài ra thì Sosoba mật ong này khi massage lên da khách rất là nóng, rất là ấm ạ. Bình thường thì em sẽ đánh lâu hơn một chút thì cái độ trơn ở trên da nó sẽ nhanh hơn. Đầu tiên em sẽ dàn đều cái dầu Sosoba lên da mặt của khách này. Và sau đó thì em tiếp tục đánh lên trên tay em một lúc nữa. Em lại dàn lại thêm một lần nữa. Và bắt đầu em sẽ massage nha các chị. Massage ở đây kết hợp với tinh dầu Jojoba, nó sẽ kích thích lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn. Sự lưu thông tuần hoàn máu bên dưới da nó sẽ tăng cường cái khả năng trao đổi dưỡng chất ở bên dưới da một cách hiệu quả. Kem massage này rất trơn, rõ ràng các chị nhìn thấy em lấy một lượng rất ít nhưng khi em massage rất trơn tay này. Và các chị để ý, các chị sẽ thấy là em sẽ không lấy thêm kem hay dấp thêm nước giống như những cái loại kem cũ ạ. Cái này massage rất là trơn, các chị có thể massage 30 phút mà hoàn toàn không khô da nha. Đó là sự đặc biệt giữa cái kem massage này với các loại kem massage khác. Và có một vấn đề nữa là thực sự nó massage rất là ấm. Chị thấy ấm không? Cái này massage rất là ấm, rất là thích. Thông thường thì em thấy các chị hay massage tận 30 phút cho khách đúng không ạ? Nhưng trên thực tế các chị chỉ cần massage từ 10 đến 15 phút thôi, nó đủ thôi ạ. Massage đủ, nó vừa kích thích lưu thông tuần hoàn máu, vừa tập thể dục cho da. Cơ thể chúng ta kiểu như đi tập gym ý,
để nó làm săn chắc da thì đi massage là đúng là một trong những kiểu tập gym cho khách hàng. Nhưng nếu như mà các chị massage quá lâu ấy thì nó lại có hiện tượng ngược lại, nó sẽ làm đứt gãy và làm trùng các cái sợi cấu trúc collagen đi. Thế nên massage các chị bạn nhớ cho em nhá, massage vừa đủ từ 10 cho đến 15 phút một khách hàng thôi ạ. Bảo với khách hàng đừng làm massage lâu, em thấy là ngày xưa em làm với chị suốt ngày sao massage nhanh thế em. Nhưng mà thực tế nó cái gì nó đủ thì nó tốt, còn không đủ thì không tốt, mà thừa thì lại càng không tốt hơn ạ. Nên là mình chỉ làm đủ thôi nha các chị nha, chứ không phải cái gì nhiều mới tốt đâu. Mỗi mà nó bấm theo khác thế là xong. Vẫn thoải mái chị ơi, mình bấm thì không bấm vào mũi nhá, bấm vào cái huyệt này này, còn mũi ở đây, còn cái huyệt này nó không liên quan đến mũi cả. Bữa nay chỉ dành làm với các chị thôi chứ không dành làm với em. Có những lúc tự ngồi để tự làm đấy thì là để quay toàn tự sướng ấy. Bởi vì quay để cho những người cá nhân thì cái bước nó đơn giản thôi. Sau khi mà massage xong ạ, các chị chờ em thì các chị rắc cho em nước sạch vào tay nha. Xong các chị hoạt hóa, nhũ hóa cái dầu massage thì từ dạng dầu nó bắt đầu nó chuyển sang dạng tinh chất nha các chị nhìn nha. Và từ cái dạng tinh chất này nó có thể tự hấp thụ xuống dưới da, hoàn toàn không cần phải lau đi, không cần phải lau đi. Nhưng mà nếu như với những cái trường hợp mà da ai quá dầu thì mình cũng sau khi để cho nó hấp thụ xong thì mình cũng lau đi, nên lau đi thì tùy tình trạng da mình để. Và ở spa thì mình sẽ tiếp tục cái bước cuối cùng này, đắp cho em một lớp mặt nạ chàm trà, mặt nạ chàm trà hoặc mặt nạ làm trắng hay mặt nạ gì đấy, nghĩa là đắp lên thêm cho em một lớp bước nữa. Để như thế này, nếu mà mình đắp mặt nạ thì không cần lau đi. Còn nếu như bây giờ mình không đắp mặt nạ thì mình lau đi, xong rồi bôi tinh chất lên nữa là xong rồi. Đấy, quy trình của nó là như vậy. Là xong rồi đấy ạ. Ở đây thì em làm thao tác nhanh cho các chị thôi. Còn thông thường tại spa thì mình cả xông hơi hút mụn, rồi đẩy ủ mụn các kiểu, nó cũng phải rơi vào tầm tiếng hơn tiếng, quy trình của nó đấy. Như thế này là mình có thể lau đi và bôi tinh chất được. Đúng rồi, là bây xong. Giờ mình có thể lau đi và bôi tinh chất, còn da ai mà. Còn bình thường tại spa thì chỉ đắp lên cho một lớp mặt nạ đấy nha. Cái mặt nạ mình nhặt mặt nạ bột ấy, như sáng nay này, hoặc cái mặt nạ bột vàng kia, kiểu như thế. Bột vàng đấy. Đúng rồi. Xong rồi chị đắp lên để 15 phút chị bóc ra và chị lau sạch đi, xong rồi bôi tinh chất lên. Còn ở đây thì mình sẽ lau qua đi. Đó. Hoặc là đắp cho em một lớp mặt nạ kem. Mình chỉ có để cái mặt nạ kem nào đấy thôi. Cho em một lớp mặt nạ kem, mặt nạ kem mà cổ trắng đấy hả? Đúng rồi, mặt nạ gì được, miễn là mặt nạ đắp lên. Để em đi lau sạch đi ạ. Đấy, để 15 phút ạ. Đúng ạ, đắp mặt nạ kem xong để 15 phút. Nói chung quy trình đầy đủ là nên có mặt nạ thì nó sẽ hoàn hảo hơn, nó vừa khóa được cái lượng tinh chất là mình vừa đưa xuống, tránh cái sự bay hơi nước, thoát hơi nước ra ngoài. Rồi, tôi cho em một lớp mặt nạ lên nha. Để 15 phút. Mình rất thích cái mặt nạ kem này. Cái mặt nạ kem này á, thì thứ nhất là mặt nạ này, mặt nạ virus cộng, thì cái tác dụng chính của nó đó chính là làm sáng và loại bỏ sắc tố trên bề mặt. Ngoài ra thì khác so với những loại mặt nạ làm sáng thông thường khác, thì mặt nạ này ngoài tác dụng làm sáng ra thì nó có một cái hàm lượng dưỡng ẩm rất là cao. Thông thường cái dòng làm sáng nó sẽ gây khô da.
Nhưng mà đắp mặt nạ này lên nó rất là mềm, rất là ẩm. Chị dùng rồi đúng không ạ? Nó thực sự khác biệt nếu mà các chị để ý với những dòng làm trắng khác ấy, sau khi dùng da khô nó sẽ có hiện tượng bong tróc hoặc là các cái sừng nó sẽ nhiều và khi make up lên nó không có độ mịn. Nhưng mặt nạ này rất lạ ở chỗ là nó vừa làm trắng, nó lại còn đủ được cái dưỡng ẩm, nó đủ cái độ mềm. Đó. Xong cái mùa dậy không... Đúng rồi ạ. Nó rất là mềm luôn ấy ạ. Thực sự là đây là một trong những cái khác biệt so với những dòng làm trắng trên thị trường bây giờ rất là nhiều. Cái này thì em không phải là kiểu làm theo tính chuyên môn, phân tích theo kiểu để bán hàng, mà bản thân chị chủ spa ở đây đã dùng hoặc khách hàng đã từng dùng cũng đã cho những cái phản hồi rất là tốt với mặt nạ làm trắng này. Còn bình thường ấy, em gặp em làm nhiều hãng rồi em hiểu. Khi mà sử dụng mặt nạ làm trắng ấy, phản hồi đầu tiên của khách hàng là có trắng nhưng lại rất khô. Và nếu mà da khô thì đó chính là nguyên nhân chính của lão hóa rồi. Vậy thì làm sao để mà vừa giải quyết được vấn đề trắng mà lại không bị lão hóa, thì đây chính là một trong những cái dòng mà thực sự rất là tuyệt vời để mình có thể kết hợp trong các liệu trình. Chúng ta sẽ để như thế này trong vòng 15 phút nha. Rồi đấy ạ.